chào thủ trưởng và các đồng chí. Chúng tôi là đội thi đến từ Việt Thêm Đắk Lắk, mảnh đất đầy nắng và gió, nơi có những con người chất phác thật thà, có tiếng cồng chiêng, tiếng kèn gắn bó mật thiết với cuộc sống của con người nơi đây. Và hôm nay chúng tôi rất vinh dự là một trong năm đội thi đại diện cho tổng công ty Viettel Telecom đến với vòng chung kết toàn cầu cuộc thi Viettel Performing Thailand 2015. Mong muốn mang đến cho hội thi tiết mục biểu diễn đặc sắc, ấn tượng, thể hiện tài năng, sáng tạo và sự khác biệt của Viettel Đắk Lắk nói riêng và con người Viettel nói chung. Rất mong sự cổ vũ động viên của quý thủ trưởng cùng toàn thể các bạn. Chúc hội thi thành công tốt đẹp. Và đặc biệt, các bạn, các đội thi là những con người chiến thắng.